Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 nhằm đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính các đơn vị địa phương. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá chỉ số cải cách hành chính, công vụ, bình xét thi đua khen thưởng năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công tác kiểm tra cần triển khai hiệu quả, thực chất, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh, tư pháp hộ tịch, xây dựng, vân vân.